Chào mừng tất cả quý khách hàng, dòng xe SUV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đó chính là chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.7 máy xăng dẫn động một cầu. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật cái phiên bản mới tiêu chuẩn khí thải Euro 5 để xem rằng là ở chế độ mới này thì Fortuner phiên bản 2.7 sẽ được trang bị những công nghệ gì, cũng như bảng giá và tổng giá lăn bánh sẽ là như thế nào. Kính mời quý khách hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Để đi chi tiết về chiếc xe này thì trước tiên thì chúng ta cập nhật rất nhanh thôi, đó chính là cái phần bảng giá mới của Fortuner phiên bản 2.7 với mức giá niêm yết mới, đó chính là 1 tỷ 187 triệu đồng cho các màu. Trong khi đó, màu trắng ngọc trai của Fortuner 2.7 máy xăng này sẽ có mức giá mới là 1 tỷ 195 triệu đồng. Vậy là chúng ta sẽ cộng thêm 8 triệu đồng đúng không ạ? Đó chính là về phần bảng giá. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trang bị khối động cơ 2.7 máy xăng dẫn động cầu sau. Nào, đó chính là về phần giá. Còn về phần thiết kế mới của xe thì sao? Chúng ta sẽ thấy ngay được rằng là cực kỳ là ưu ái khi mà ở phiên bản 2.7 chúng ta đã trang bị hệ thống là giải LED ban ngày kết hợp với bóng bi LED, cả chóa pha và cốt được tích hợp. Không chỉ có vậy đâu ạ, xe còn trang bị đến hai cảm biến góc trước kết hợp với cụm đèn sương mù ở phía trước, công nghệ LED luôn. Nào, toàn bộ cái phần ca lăng ở phía trước nổi bật đó chính là cái khối logo to bản rộng thể thao cùng với hai đường gân dập nổi trên nắp capo, làm cho gần như cái đầu xe của phiên bản 2.7 máy xăng nhập khẩu cực kỳ là bề thế luôn. Còn phần thân xe thì nổi bật là gì? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Có tổng cái chiều dài là 4795mm, trong khi đó cái chiều rộng là 1855 và cao là 1835mm. Văn Hội sẽ show tổng cái thông số kỹ thuật lên trên màn hình. Cực rộng rãi đúng không ạ? Nào, chiếc la răng thì sao? La răng của xe đầu tiên là phần lốp được trang bị lốp là Bridgestone với cái thông số mới của nhà sản xuất là 265/60R18. La răng lên đến 18 inch dạng phay, nhưng mà chúng ta sẽ có cái sơn màu bạc trầm, trông cảm giác trông rất tinh tế, thể thao và lại vẫn rất lịch lãm đúng không ạ? Ngoài ra thì phần xi nhan ở trên gương trang bị là công nghệ LED rồi. Ngoài ra thì xe còn trang bị là gương cụp điện, chỉnh mặt gương điện. Từ phía trên, ở thế hệ mới thì chúng ta có nẹp dọc nóc xe. Không chỉ có vậy đâu ạ, ở thế hệ 2022 phiên bản mới tiêu chuẩn khí thải Euro 5 của chúng ta này thì còn có thêm cái phần bệ bước chân này. Bệ bước chân của phiên bản mới nhá, anh chị chú ý là chúng ta sẽ có thêm cái phần nếu bước chân sơn màu mạ bạc, sơn mạ bạc cái phần bệ bước chân này, rất tuyệt vời. Phần phía đuôi sau đó chính là cái phần cốp điện, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Vâng anh chị ạ, 2.7 máy xăng một cầu đã trang bị cốp điện rồi. Không chỉ có vậy, còn trang bị cả chống kẹt luôn, rất tuyệt vời đúng không ạ? Chỉ một chạm thôi thì chúng ta đã tích hợp cả lên xuống rồi. Cũng như ở phần cốp điện ở đây thì chúng ta điều khiển được cả bên ngoài này, rất đơn giản nhá. Từ phía trên chúng ta có anten với cá mập kết hợp với cánh nước gió, có đèn phanh ở trên cao, gạt mưa sau, Fortuner cái phần logo sau trên cái nền ốp mạ chrome rất khỏe khoắn và thể thao, cụm đèn hậu LED, nền viền chân kính inox cao cấp. Chúng ta có đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau, rất khỏe khoắn rồi, đúng chất xe SUV. Và chia sẻ anh chị luôn là duy nhất luôn trong phân khúc hơn 1 tỷ đồng thì Toyota Fortuner là một chiếc xe được trang bị cái phần khung gầm rời, chassis rời. Và duy nhất Fortuner cũng là một chiếc xe 7 chỗ ngồi mà có hàng ghế thứ ba gập dựng ngang sang hai bên để chúng ta có thể để những cái đồ vật cao như những cái chậu cảnh hoặc là những cái thùng cao. Các cái dòng khác thì chúng ta chỉ gập 50 này đúng không ạ? Và đây Fortuner còn lật ngang lên được, rất hay. Còn đây đó chính là bên trong nội thất xe. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.7 máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc. Nào, ngay từ phần phía tappi cửa, nổi bật đầu tiên đó là 4 kính đều chỉnh điện auto một chạm nhá, rất tuyệt vời đúng không ạ? Không chỉ có vậy, chúng ta vẫn có chốt khóa cửa cũng như chốt khóa kính chắc chắn rồi, gương gập điện và chỉnh mặt gương điện.
tay nắm cửa bên trong cũng được mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Không chỉ có vậy, chúng ta có phần loa bổng được tích hợp ở trên phần cánh này, âm thanh nghe rất rõ ràng, cũng như cái hộc để đồ, đèn phản quang và cái loa cánh rất nổi bật. Chúng ta có ghế chỉnh điện không chỉ cho người lái lên đến 8 hướng như thế này, mà chúng ta còn có cả ghế chỉnh điện cho người ở hàng ghế bên phụ. Vậy là Fortuner cực kỳ ưu ái rồi. Còn bên trong nội thất xe như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Vâng, hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện ở bên trong. Thấy ngay nổi bật đầu tiên đó chính là cái phần vân gỗ trầm màu ở cái phần vô lăng, tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có gì nào? Bảng đồng hồ Optitron hiển thị đa thông tin. Và nổi bật nhất là gì nào? Chúng ta có cả km/h bằng điện tử rồi. Bên trái đồng hồ vòng tua động cơ, bên phải đồng hồ vận tốc và nhiều hiển thị đa thông tin khác. Đèn tự động, lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng được tích hợp. Chúng ta có điều khiển thoại rảnh tay hay volume, kích hoạt giọng nói, màn hình lớp layer. Và đặc biệt nhất đó chính là hệ thống cruise control, giữ ga tự động theo hành trình, gạt mưa in time, chỉnh thời gian theo ý muốn. Lên trên chúng ta có luôn đó chính là gương chiếu hậu tự động chống chói. Không chỉ có vậy, dần xuống dưới vẫn được ưu ái một cái bảng đồng hồ. Và nội rất thích có những cái chiếc xe mà có cái bảng đồng hồ thời gian độc lập như thế này. Cảnh báo tuyệt vời rồi, xe có cả hệ thống cảnh báo đèn báo phanh khẩn cấp. Màn hình lên đến 8 inch, có tích hợp luôn cả bản đồ dẫn đường bằng tiếng Việt, chỉ báo giao thông rất rõ ràng luôn. Nổi bật nữa là chúng ta đến với hệ thống điều hòa. Điều hòa của Fortuner ở thế hệ mới này lên đến 2 vùng độc lập, chỉnh theo ý muốn anh chị nhá, theo ý muốn luôn, rất hay luôn. Chắc chắn rồi, xe trang bị là hộp số tự động lên đến 6 cấp, tích hợp camera lùi, cảm biến lùi phía sau, lẫy thể thao, rộp zig zag như thế này. Xe có hai chế độ lái, đó chính là chế độ Power Eco, Eco tiết kiệm cũng như Power. Hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử cũng được trang bị theo xe luôn. Hộc để đồ rất rộng rãi. Ở sau thì sao? Ở đằng sau thì chúng ta vẫn có điều hòa tự động cho cả hàng ghế sau. Rất ấn tượng, vẫn có cổng sạc. Không chỉ có vậy đâu, chúng ta còn có luôn cái cổng của điện 220V để anh chị có thể đi đường dài mà chúng ta sạc được cả laptop luôn nhá. Đó chính là tổng quan chi tiết giao diện mới nhất bên trong của một chiếc Toyota Fortuner 2.7. Anh máy quay sẽ quay phóng rộng ra để chúng ta có thể nhìn thấy được. Tuyệt vời không ạ? Không gian siêu rộng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng kết. Vừa rồi đó chính là chia sẻ chi tiết nhất cũng như là review đánh giá mới nhất của một chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.7 máy xăng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tổng giá lăn bánh. Anh chị cũng đã biết mức thuế ở một tỉnh áp dụng 10%. Trong khi đó Hà Nội và Hồ Chí Minh 20 triệu tiền biển số, Hà Nội còn có thêm 12% thuế và một số tỉnh thành khác. Vậy tổng giá lăn bánh ở một tỉnh đi, mức thuế 10%, Toyota Fortuner 2.7 máy xăng sẽ lăn bánh là 1.309.000.000 đồng. Trong khi đó ở Hồ Chí Minh cộng 20 triệu tiền biển số là 1.329.000.000 đồng. Còn Hà Nội thì sao? Sẽ là 1.352.000.000 đồng. Đó chính là về phần bảng giá lăn bánh. Còn về phần trả góp thì sao? Lãi suất chỉ từ 0.6% trên một tháng, Toyota Fortuner sẽ tổng giá lăn bánh đâu đó chúng ta chuẩn bị từ 350.000.000 đồng. Là một chiếc xe đã nằm trong nhà anh chị rồi. Thời gian vay thì lên đến 7 năm, vay 80% giá trị xe. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Chúng tôi sẽ sẵn xe đủ màu, giao sớm, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Bye bye.